thôi đó, vừa khó hơn chút xíu như vậy. Mãi rồi. Trên giường là tôi bác sĩ Ngọc siêu âm cho một sơ, sơ 32 tuổi và sơ có u buồng trứng, sơ biết sơ có u buồng trứng bao lâu rồi? Thì sơ đã khám ở chỗ này. Sơ đã khám ở An Phúc thì người ta có nghi ngờ sơ có một cái u bì buồng trứng trái, thì bây giờ bác sĩ Ngọc sẽ kiểm tra lại coi cái tổn thương đó nha. Đây, đúng rồi, đây là cái u bì của cổ nè, chính xác luôn. Có thấy rất là rõ luôn nè. Rồi giờ mình bỏ cái mạch máu vô, mình coi cái u này có tăng sinh mạch máu hay không. Rồi buồng trứng trái có sang thương dạng tròn, echo dày, Doppler âm, giới hạn rõ bờ đều. Kích thước 36 nhân cho 33. Đúng rồi, sẽ có một cái u bì rồi, bây giờ coi cái tử cung. Đây là buồng trứng phải của sơ bình thường, buồng trứng phải bình thường nằm bên phải tử cung thì là buồng trứng phải. Và đây là cái tử cung của sơ. U bì là một u lành tính nha sơ. Bác sĩ Ngọc có cho sơ làm một số cái mặt cơ về ung thư buồng trứng rồi. Một lát nữa có kết quả thì bác sĩ Ngọc sẽ giải thích thêm với sơ nha. Rồi cái u này là có rồi. Kích thước nó cũng nhỏ thôi và nó là u lành. Trên hình ảnh siêu âm là 90% là lành rồi. Một lát sẽ kết hợp thêm xét nghiệm máu. Rồi cái này có chỉ định mổ hay không, lát bác sĩ Ngọc sẽ giải thích nha. Bây giờ sơ đang mắc tiểu, sơ đi tiểu đi, lát bác sĩ Ngọc giải thích về vấn đề của sơ sau khi có xét nghiệm máu nha. Ngày hôm qua bác sĩ Ngọc có một ca mà bác sĩ Ngọc đã làm clip up lên rồi là u bì teratoma nhưng có chỉ định mổ. Hôm nay bác sĩ Ngọc sẽ nói một ca cũng teratoma nhưng không có chỉ định mổ, là bởi vì ngày hôm qua cái bướu hôm qua lớn, cái bướu hôm qua tới 80 mấy mm luôn. Hôm nay cái bướu của sơ, đây là sơ ha, cái bướu của sơ chỉ có kích thước là 36 thôi, là vẫn còn nhỏ, là chưa có chỉ định mổ. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi sơ nha. Sơ sinh năm 1990, sao sơ biết sơ có cái bướu trong buồng trứng vậy sơ? Đi khám ở phòng khám. Mà triệu chứng gì mà làm sơ đi khám ở phòng khám? Đi khám để kiểm tra sức khỏe. Sơ đi kiểm tra sức khỏe ở một phòng khám ở Đồng Nai thì người ta phát hiện cho sơ có một bướu buồng trứng. Thì ở đây người ta theo dõi là u bì buồng trứng trái. Thì đến với bác sĩ Ngọc cũng siêu âm lại. Thì là bác sĩ Ngọc chẩn đoán là teratoma buồng trứng trái. Teratoma tức chính là u bì á sơ, tức là hai bệnh nó giống nhau. Nhưng mà u bì là dịch ở tiếng Việt Nam, bác sĩ Ngọc thì xài tiếng nước ngoài quen rồi. Rồi thì nó là cũng là một loại u. Thì cái u này ở tỉnh người ta đo cho sơ kích thước, ở đó họ đo có 27 ly thôi, nhưng mà thực chất thì nó hơi to hơn chút nha, nó tới 36 mm lận. Thì u bì là một loại u lành mà uống thuốc không có tan, không có thuốc chữa. Rồi nhưng mà vẫn chưa có chỉ định mổ là bởi vì nó còn nhỏ. Chỉ mổ khi nào mà nó to và sơ hay thấy nó trầm ở bụng dưới, thấy đau thì lúc đó mình mổ cho nó dễ chịu. Chứ cái bướu này không phải là bướu ung thư và nó cũng sẽ không có biến thành ung thư. Đúng là sẽ có một số loại bướu buồng trứng hiện giờ nó lành thì sau này nó có thể thành ung thư. Ví dụ những loại nang lạc nội mạc tử cung hoặc là nang thanh dịch, nang thanh dịch trong, nang thanh dịch nhầy, thì những cái loại đó thì có thể hiện giờ nó là lành nhưng mà dài năm sau nó nằm ở trong bụng của mình với cái nhiệt độ lúc nào cũng nóng hơn bên ngoài là 37 độ hoặc hơn thì nó dễ sinh ác tính. Thì những cái tình huống đó bác sĩ bệnh viện Từ Dũ hay Hùng Vương hay là bệnh viện Ung Bướu cũng vậy, hay đề nghị mổ phòng ngừa luôn, mổ nội soi cắt buồng trứng và phòng ngừa sau này nó hóa ác. Nhưng mà đối với cái bướu của sơ á thì nó sẽ không bao giờ hóa ác. Nhưng u bì là một loại u nặng, nó nặng lắm, tại vì nó có hóa vôi ở bên trong. Vôi là đá đó, nó sẽ nặng, diễn tiến nó phát triển thì phát triển chậm nhưng mà nó nặng. Thì sau này một thời gian sau nó có thể nó to thêm mà to chậm chứ không phải nó to nhanh. Thì nó có cái biến chứng là xoắn, nó nặng mà nó cứ trằn cái buồng trứng xuống, nó nặng thêm tí nữa. Tại vì buồng trứng mình được treo bởi những dây chằng, một dây chằng là treo vô cái tử cung, một dây chằng là treo vô cái cơ thành bụng của mình. Thì khi mà nó nặng quá nó trĩu xuống, đúng rồi, nó trĩu xuống thì nó làm căng, nó căng thì sơ cứ bị cảm giác tắc căng tức. Thì lúc đó mình sẽ mổ nội soi lấy nó ra cũng đơn giản lắm. Sơ theo dõi clip, những clip của bác sĩ Ngọc trong trang thì sẽ có vài sơ mổ rồi ở trong đó đó, cũng làm clip ở trên đó rồi.
Nhưng mà với cái kích thước hiện giờ của Sơn nó có ba mấy ly thôi thì nó chưa có cảm giác trằn nặng nó đâu, nó vẫn là nhỏ thôi, nó chưa có trằn nặng. Khi nó lớn nữa, nó độ chừng là 5 cm trở lên thì nó sẽ trằn đi, lúc đó mổ. Và cái nữa là khi mình vận động đột ngột á, hay là trong cái cuộc sống của mình thì cũng có đứng lên ngồi xuống rồi nằm rồi ngồi dậy, thì nó xoắn, nó quay cho một vòng, nó được treo, nó dính vào buồng trứng, rồi buồng trứng thì treo mà nó nặng, nó như cái cọng dây chuyền vậy nè, thì sao nó cũng sẽ quay. Khi mà tư thế mình hay đổi thì Sơ cũng thấy là cái mặt dây chuyền đôi khi nó cũng ra mặt trước ra mặt sau, thì cái bướu mình nó cũng vậy. Nhưng mà đến cái tình huống đó thì nó rất là đau, lúc đó đau khủng khiếp, đau nghĩa là không có chịu đựng nổi là phải nhập bệnh viện liền, và lúc đó là mổ cấp cứu, lúc đó không được mổ nội soi. À, nó không là ác, nhưng mà nó vâng á, thì khi mà cái biến chứng mà nó xoắn bằng như vậy á, nó rất là đau, và lúc đó nhiều khả năng là không có mổ nội soi được, lúc đó phải mổ một cái đường mổ rất là rộng để mà tại vì lúc nó xoắn thì nó chảy máu, nó viêm nhiễm, nó rất là nhiều thứ không, thì cho nên á, thì vì những cái biến chứng đó thì nếu muốn mình vẫn có thể mổ nội soi để phòng ngừa biến chứng đó. Nhưng mà nếu như cục u của Sơ mà hiện giờ nó đã 5 cm trở lên thì bác sĩ Ngọc sẽ khuyên Sơ mổ nội soi luôn á, chứ không có phải để hoài đâu. Nhưng mà hiện giờ nó vẫn 30 mấy thôi, nói chung là cái biến chứng nó cũng khó xảy ra ha. Hoặc là dặn Sơ trước, nếu như nó có điều đó xảy ra là nó đau lắm, nó không phải đau như đau bụng kinh đâu, nó đau nữa là khủng khiếp luôn á, thì lúc đó đi nhập viện liền để được mổ nội soi cho nó kịp, lúc đó mình không có bị mổ rạch bụng, chứ ở nhà chịu đựng uống thuốc á, rồi vài ngày rồi nó tắc mạch máu. Bác sĩ nào thì ví dụ nó phát triển nhanh nhưng trong khoảng bao nhiêu thời gian, nếu mà ví dụ nó cứ phát triển nặng đi như bác sĩ Ngọc nói thì trong khoảng thời gian bao nhiêu? Nó hàng năm đó, tức là mỗi năm hàng năm nó tăng lên vài ly thôi, vài ly thôi. Đó, tuy nhiên thì tuy là nhỏ nhưng mà nó vẫn có biến chứng xoắn vặn, nhưng mà nó ít hơn người khác thôi, chứ không phải là bây giờ nếu mà mình do mình kiêng cữ tốt thì khoảng ví dụ như không có kiêng cữ, không có này đâu kiêng cữ gì được đâu. Giống như cộng dây chuyền của mình, giờ mình lật mặt nọ mặt kia sao mình kiêng cữ được, chẳng lẽ mình không vận động. Cũng có bị tức, nếu mà vận động mạnh có bị tức, và 2 tháng vừa rồi là cái thời gian kinh nó bị sớm hơn. Hồi trước cứ đều từ lúc có tháng tới giờ tháng cứ đều 2 tháng đổ lại đây, là nó 3 tuần nó đã bị rồi. Nên Sơ muốn hỏi luôn, mới 3 tuần nó đã bị lại rồi. Nó không ảnh hưởng đến kinh nguyệt của Sơ. Kinh nguyệt của Sơ nó là do rối loạn thôi. Phụ nữ mình trong quá trình hành kinh là kinh nguyệt nó do nội tiết tố estrogen và progesterone chi phối. Nhưng mà khi mình có những ảnh hưởng ví dụ như tâm lý thì nó có thể thay đổi rối loạn. Đó là chuyện bình thường với là những người mà đi tu như Sơ, đó là bình thường, không có sao hết. Cái này nó không ảnh hưởng tới chu kỳ kinh nguyệt. Những nang khác thì có nha, chứ không phải riêng cái bướu của Sơ là không bị. Thì bác sĩ Ngọc đã cho Sơ làm những cái mặt cơ ung thư là 3 loại. AFB là ung thư buồng trứng tại chỗ, ung thư nguyên phát. CEA là những cái trường hợp mà ung thư ruột mà di căn đến buồng trứng. Và một cái CA125 thì cũng là ung thư buồng trứng nguyên phát, nhưng mà tất cả những cái này đều âm tính, để củng cố thêm cái chẩn đoán lành tính của bác sĩ Ngọc. Thì đối với những cái mặt cơ này nè, hôm nay bác sĩ Ngọc muốn nói thêm là rất là nhiều người muốn đi tầm soát ung thư buồng trứng bằng cách là đi tới phòng xét nghiệm đề nghị và người ta cứ cho mình làm thôi, cái đó là rất là sai. Nếu siêu âm không có u thì không nên làm, bởi vì có những cái tổn thương lành tính nó cũng làm tăng nhẹ cái những cái xét nghiệm đó, tổn thương lành tính cũng tăng nhẹ, hoặc là những cái tổn thương ung thư rõ ràng đó nhưng mà nó không có tăng cái xét nghiệm này. Cho nên vì thế mà của sao không thấy đâu. Cho nên là không bao giờ dùng những cái xét nghiệm mặt cơ ung thư để chẩn đoán, và là bởi vì độ đặc hiệu và độ nhạy của nó không phù hợp cho cái chuyện là đi tầm soát. Chỉ trừ khi có tổn thương rồi, thấy tổn thương, thấy bệnh rồi, mình mới kết hợp để mình tăng thêm cái định hướng lành ác và theo dõi điều trị sau này, chứ không phải là dùng những cái xét nghiệm này để đi tầm soát là sai. Buồng trứng chỉ không tầm soát được, đối với ung thư buồng trứng chỉ có là khả năng là phát hiện sớm được bằng siêu âm thôi, và sau khi siêu âm là thấy vấn đề gì mà mình loại trừ được đó là những cái nang cơ năng thì mình mới phải thêm những cái mặt cơ ung thư để mình thử, cũng như là gan cũng vậy. Mặt cơ ung thư, rất là nhiều bệnh nhân đến với tôi là cầm một cái list vậy nè, mặt cơ đã làm rồi mà còn đã phải đóng tới mấy triệu đồng bạc đó, thì có một cái nó tăng nhẹ lên, thì cái tăng nhẹ nó thường do viêm,
Thí dụ tuyến tiền liệt cũng vậy, là mình làm PSA, nhưng mà nếu viêm tuyến tiền liệt hay phì đại tuyến tiền liệt thì nó cũng tăng cái PSA luôn. Rồi, cho nên là nó đâu có đặc hiệu cho ung thư. Rồi, hoặc là có những tình huống bác sĩ Ngọc thấy ung thư tuyến tiền liệt có loại nó cũng tăng PSA, mà nếu mà nó đã tăng PSA thì nó tăng gấp mấy lần chứ nó không tăng nhẹ. Và có những tình huống là ung thư tuyến tiền liệt mà nó không tăng PSA, tuyệt đối những cái mặt cơ ung thư không dùng để làm tầm soát. Chỉ có như tình huống sơ này là bác sĩ Ngọc siêu âm là thấy u, bác sĩ Ngọc mới làm để định hướng thêm cho mình thôi. Rồi, vậy là sơ có gì thắc mắc không? Sơ hỏi đi. Thì bây giờ nó không ảnh hưởng tới chu kỳ kinh nguyệt ha. Rồi cái trằn của sơ thì nếu mà trằn nhẹ thì cũng là do cái cục đó, cái cục nó sơ nghĩ nó như cục bi vậy đó, nó làm triệu cái buồng trứng của mình xuống như vậy đó. Thì thôi sơ cũng theo dõi thêm thời gian nữa cũng được. Còn nếu như mà khi là cái triệu chứng nó nhiều hơn á thì mổ nội soi thôi, mình chủ động mình mổ nội soi thôi. Nhưng mà thí dụ như trường hợp của sơ này thì mấy tháng phải đi kiểm tra lại? Cho sơ 3 tháng đi. 3 tháng rồi, nếu mà thí dụ 3 sắp tháng sắp tới là 3 tháng, rồi sau đó là 6 tháng. Nhưng mà đương nhiên là trong quá trình 6 tháng không có đi theo dõi á, mà mình ở nhà thì mình phải để ý, mình biết là mình đang có cái vấn đề buồng trứng như vậy á, cho nên bác sĩ Ngọc đã dặn là nó sẽ diễn tiến như thế nào, là mình biết là cái vấn đề thì mình phải đi tái khám liền. Yeah. Tái khám ngay. Nhưng mà nói chung nó là lành cho nên là không là yên tâm. Dạ. Còn ý là sẽ đang hỏi là thí dụ như trong cái khoảng thời gian thí dụ như 3 tháng này mình tái khám thì nó khoảng cái bao nhiêu mili, nó tăng bao nhiêu thì mình có thể mổ nội soi. Bây giờ mổ cũng được rồi. Nhưng mà thấy là không cần thiết, để mổ sớm như vậy thôi. Dạ, để không cần thiết. Mà thí dụ như, sơ đơn thí dụ tại vì trường hợp của sơ này đó, hơi có đặc biệt một chút. Thì thí dụ như trong khoảng thời gian khoảng hơn một năm nữa. Dạ. Ý là sơ đơn nói tại vì trong cái khoảng thời gian một năm tới thì có thể là thí dụ cái vấn đề mổ của sơ nó không được thuận tiện lắm. Thí dụ hơn một năm nữa. Thì nếu mà để hơn một năm nữa thì cái đó bác sĩ không nói trước được, bởi vì cái vấn đề mà chừng nào nó xoắn, chừng nào nó gì thì mình đâu có biết được đâu. Còn cái vấn đề mà sợ là mổ để phòng ngừa ung thư thì không có cần. Không cần. Chỉ có vấn đề là chừng nào nó có biến chứng thì không biết đâu. Mà mấy sơ lúc nào cũng đi đứng nhẹ nhàng mà. Cũng không có đến nỗi mà sơ là không dám nhúc nhích cử động gì đâu nha. Vẫn cứ bình thường. Chỉ có những người ta tập thể thao, ta phải lộn mèo, lộn nhào rồi vậy đó. Đôi nhi thì cái tỷ lệ an tâm không vấn đề gì cả, nó thấp hơn thôi. Mà còn nếu mà mổ nội soi thì cũng không có phải là khó khăn gì, nằm bệnh viện có ngày là về rồi, ngày nào cũng mổ được. Nhưng mà nếu mà sơ mà mổ bảo hiểm y tế là người ta không biết chắc là người ta sẽ mổ nội soi cho mình đâu. Bảo hiểm y tế nội soi hiện giờ vẫn là kỹ thuật cao, bảo hiểm y tế người ta chỉ duyệt những cái phương pháp truyền thống thôi. Cho nên đó, nếu mà sơ mà có ý định mổ bảo hiểm á, thì phải tới để hỏi. Dành nếu mà mổ nội soi mà được thanh toán bảo hiểm thì mổ. Còn nếu mổ nội soi bình thường theo kiểu dịch vụ như thế này thì khoảng hết bao nhiêu tiền bác sĩ Ngọc? Mấy hồi bệnh nhân trở lại mà bác sĩ Ngọc có hỏi giá đó. Thì chi phí độ chừng 25 đổ lại đó. 25 bác sĩ Ngọc cũng biết một số bác sĩ bệnh viện Ung Bướu cũng như là bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương có mổ nội soi và những tình huống mà sơ có xin giảm được cũng được 2 triệu á, xin giảm, các bác sĩ cũng giảm được cho mình đó. Tức là cái này nó cũng không có mất thời gian nhiều đâu hả? Nằm bệnh viện có 1 ngày về. 1 ngày về là xong, mình có phải giữ nhiều lâu ngoài cái không giữ? Nằm nghỉ thêm 4-5 ngày nữa thôi. Còn nếu mà sơ làm việc nhẹ thì nghỉ ngơi chừng tuần thôi, làm việc nhẹ là được rồi. Mấy sơ thì lúc nào cũng từ tốn chậm chạp mà đâu có làm việc nặng đâu. Các sơ cũng công việc trông trẻ thôi thì nó cũng đi tới như lui nhiều thôi. Đi thôi. Giờ việc sơ còn gì sơ hỏi nữa không? Lần sau mà chưa có ý định mổ gì hết thì tới tái khám thì cứ đem theo cái này nha. Rồi.